Chào chào các bạn. Bữa nay nông dân muốn phân đón đồng cho lúa 504 ha, vụ đông xuân 2023. Thì đối với chủ đất này đón đồng hai cử bà con ơi. Một cử 1.000 m², 1.000 m³ là 10 kg và đón đồng hai lần ha. Lần này còn một lần nữa, 4 đến 5 ngày nữa. Thế đây đang trồng phân. Thì cửa này đón đồng thì chỉ đi thằng đánh của Mỹ với thằng Cali thôi. Chỉ trộn vô mặt con nít chứ. Đây là Cali 61% rồi con, nó là loại Mỹ ha. Này ở trong bao để S răng này. S răng Canada nó không được, nó cũng nó không. Là miễn này hai miễn loại đỏ huyết với loại đỏ tươi. Trộn hai loại vô nè, hai loại Cali. Đây thì để hất sang xuống thích đồng cho bà con xem á, và hướng dẫn cách bà con cách nhận biết lúa nó có đồng á. Này bữa hổm mới xịt có cử một á nè, tới giờ luôn ha. Giờ nó cũng đang chuẩn bị phát triển này, với cái thời tiết cái âm mưu này là nó bọc nó nè. Mưa không mưa mà nắng không nắng là âm mưu rồi. Còn thấy độ ôm đang phát triển nè. Nổ lá này, này giải phân xong mơ xịt luôn thấy không con? Này là kết hợp xịt luôn. Đối với lúa 504 thì nó khoảng rơi vào 33-35 ngày nó có đồng á, rớt cây cải. Ở đây cách nhận biết nó thì bà con mình quan sát cái thắt eo, thì một số bà con mình để nó cũng dễ quan sát nè, nó có thắt eo nè, cái lá ấy nó có thắt eo cũng có đồng ha, cái này là của cái sư ha. Đó, đây thắt eo đây còn thấy không. Còn bà con nào không muốn nhận biết chính xác hơn nữa thì nó tùy theo, thứ nhất là bà con bóp cái này đây, sơn đây, nhổ lên cái bộ rễ nó quá tờ luôn, còn giảm bộ rễ nó đỉnh luôn. Dạ. Rễ sâu. Đây, bộ rễ nó bự mà nó dài đó con, ăn sâu đất á. Thì đối với đầu thì bà con mình chọn cái ha. Đây, cái này, bà con mình một là bà con mình bóp. Nó cứng rồi nè, bà con thấy không? Nó bà con bóp từ ở dưới cái gốc nó lên đây khoảng một lóng cái tay, một lóng đến một lóng rưỡi mà nó cứng là nó có đồng ha. Rồi cái thứ nhất nó cứng mà nó tròn ha, con bóp nó cứng mà nó cảm giác nó tròn tròn ha, là nó có đồng. Hoặc là con tách ra, con tách ra trong nó có ba lóng ha, thì tay nó sẽ tách luôn và hướng dẫn cho bà con luôn ha. Thì trước tiên thì Tắc Sơn sẽ lấy cái chiều cao, đo cái chiều cao của cái cây lúa trước ha. Đo cây nó được bao nhiêu cây cái ha, thì tự nhiên mình tính cây cái. Thì bà con tính cây cái là tính từ cái bộ rễ nó nè, từ bộ rễ nó cho tới chỗ cái eo. Mấy cây con này thì có cây này ăn, cây này hữu hiệu nè, cây này nữa hiệu nè, còn mấy cây này chắc nữa chắc không có bông gì nhiêu đâu con ơi ha. Quá tờ nó ấy vô hiệu, bón phân không đủ thì mấy cây đó thì nó không lớn. Hay còn nếu bà con bón thúc cái cử hai mà công 15-20 kg đâu đó thì nó bình thiệt, nhưng mà bà con mình ngừa hết, nhưng mà là mấy cây đó bự bằng mấy cái này hết nè, còn mấy cái này bự bằng cái luôn ha. Nói chung là cái cử hai đó, 504 là cử hai nó rất là dễ sửng lúa ha bà con. 504 nếu bà con thấy nó dần nó tốt tốt mà bà con ỉ bà con điêu phân thì tới chừng mà từ bắt ra tháng rồi là nó sửng. Là giai đoạn đó nó có đồng luôn, nó sửng là nó có đồng luôn, chết rồi quên. Đây thì bà con mình lấy chiều cao, lấy cái chiều cao đó nè, từ bộ rễ nè, từ bộ rễ lên tới chỗ cái thắt eo đó nè, là một tấc gần một tấc rưỡi ha, một tấc 45, ngon thấy không? Cái eo trên nha, cái eo chỗ này, đây, cái eo chỗ tay cái thắt sơn nè, nè. Tấc 45 gần tấc rưỡi ha, nói chung là chiều cao này cũng tương đối, cao quá thì nó bị đôn,
như là tự ra quá bắt buộc bà con phải thúc mà để bà con sẽ đưa không. Nói chung là này cũng cái như vậy thì cũng tương đối, nó cũng phải từ 1 tấc 8 cho là năng suất mới giữ ha, nó mới có tắc từ bốn, con tắc từ 45 mà nó từ 1 tấc 7 tấc 8 cho lên là năng suất nữa bông mới giữ ha. Rồi thì sau đây thì Sơn sẽ tiến hành tách cho bà con xem nó có đồng chưa ha. Này là 504 ha bà con. Thì đối với các giống lúa nào cũng vậy chứ, thì cái bà con tách đồng thì cũng y gan vậy thôi ha. Một là bà con nhận biết qua thắt eo. Thắt eo của cái lá này nè, cái lá đại cuối cùng bà con thấy thắt eo không? Đó. Hai là bà con muốn chính xác nữa thì bà con bóp. Bóp này nó cứng lên tới đây nè, nó cứng hơn một lóng tay là nó có đồng ha. Chắc ăn luôn. Còn mà nó cứng lên gần 2 lóng tay là nó sẽ có cái bụi nhùi tim đèn á, cái bụi nhùi bông non á, nó tượng cái bông non ha. Để đây nó sang tắt nè, đó bóp. Và cái thứ ba nó bà con nhìn theo cái lóng, nó có 3 lóng gồm thì cái lóng thứ nhất lên lóng thứ hai, lóng thứ ba rồi chắc chắn có đồng ha. Và lóng thứ tư là cái lóng chỗ đó con, lóng thứ tư là cái lóng dính luôn cái bông lúa mình ha, là cái đó là kêu lóng thứ tư đây. Lúa này ngắn lóng quá ta, gái bạn này gắn lóng bữa hôm có xịt thuốc đó nè, xịt thuốc cứng cây ngắn lóng bởi vậy nó lóng nó ngắn này. Bà con mình tấp thì tách cẩn thận xíu ha, nó dễ bị. Con thấy lóng thứ hai không? Đây nè, nó sang lấy nét cho lóng thứ nhất nè, lên lóng thứ hai nè, lóng thứ hai nó còn non nè, lóng thứ hai là còn lên lóng thứ ba là có đồng ha. Thì năm nay do cái thời tiết lạnh thì chắc có thể là có trễ ha, 35 chắc khoảng 38 đến 40 ngày có. Thì này nó mới chuẩn bị lên rồi con ơi, nó lên khi nào mà cái lóng thứ hai con lưới ha, khi nào mà cái lóng thứ hai này nè ít là đúng rồi, cái lóng thứ hai mà nó bằng cái lóng thứ nhất, bằng lóng thứ nhất là nó sẽ tượng ra cái tim đèn ha, còn lóng thứ hai, nó cao lên nó tượng ra lóng thứ ba là tim đèn cao ha. Đây nó chắc mới chuẩn bị có thôi, bữa nay 35 ngày ha. Chưa đâu, này nó chưa có, này khoảng 3 đến 5 ngày cái này giống mới chuẩn bị lên, nó cũng chuẩn bị có nữa, này khoảng 3 ngày nữa ha, 3 ngày nữa sẽ lên, nó cũng chuẩn bị có tim đèn nhưng mà nó còn nhỏ lắm. Mà bón phân cái giai đoạn này là ok nè, này là bón 2 lần ha bà con, bón lần này rồi bón lần nữa ha, chuẩn bị lên tim đèn nè. Cái lóng này bự bằng lóng này là nó lên tim đèn gõ luôn ha, cái lóng hai nè nó bự bằng cái lóng nhất là tim đèn nó gõ ha, là khoảng 3 ngày nữa là sẽ gõ tim đèn là 38 ngày đó. Đó. Thì cái này bón 1.300 m² là 10 kg không con, nó đồng của chú này là 5 kg kali và 5 kg UG Phú Mỹ ha, và trộn thêm organic này. Thì nó là dạng kích rễ cực mạnh ha, siêu để nhánh mứt lá ha. Đây là nó dạng là hữu cơ humic này, trong đây bà con thấy nè. Thành phần là chất hữu cơ 65%. À, chất hữu cơ 65% và tỷ lệ độ ẩm là cũng riêng con này phụ gia, đặc biệt là kẽm đồng nè, bo nè, molybden nè, sắt nè và hữu cơ từ humic là 95%, nó cũng như là dạng humic á. Thì một gói của nó 50 gram nè con thấy không. Thì đối với cái này thì một số bà con mình trộn á hoặc là xịt, nó trong này nó có để nè. Thì đây sử dụng một gói này là một gói cho 25 lít nước nè, phun định kỳ sử dụng sau khi mạ nè, đó lên được 3 lá nè, hoặc trộn cùng phân lót khi làm đất gieo gieo ha. Thì nói chung thì bà con trộn thì cứ phân cũng được, nhưng mà trộn thì thật sơn thấy nó tiện ha. Thứ nhất nó tiện, thứ hai thì nó có thất thoát, do thứ nhất là nó thường thường bà con mình trộn thứ nhất nó bay, đi hơn một số nè, một số nó bám vô trong cái miếng cao su bà con trộn á, thấy nó bóng như đó rất là nhiều luôn ha, cũng như là một gói đâu có nhiều thuốc đâu, thấy nó bám như đó thấy cũng thất thoát ha. Nếu được có điều kiện thì con xịt thì nó hay hơn ha. Ở trên nó xuống thì nó hay hơn, còn nó hay hơn dưới gãy lên ha. Nói chung thì cái nào tiện thì con làm, nói chung cái nào cũng như chân ha. Xịt thì nó mất cái tốn tiền xịt nữa, trộn thì nó phải thất thoát chút xíu à. Đây là đối với thằng con nít đó. Còn nói với cái thời tiết này là thời tiết của đậu ôn mùi phẩn ha, đậu ôn mùi phẩn sâu rồi thì lúa này cũng có sâu ha, sâu nó cứ nhắn trắng. Đối với 504 này nói đó,
nó bà con mình để cho nó không chịu thuốc phân giai đoạn 18 ngày là nó sừng, là nó bị sừng luôn, nó mới chùm vàng vàng có không, mới chùm nó là sừng rồi đó ha.